Một chuyên mục hoàn toàn mới, Dark Side of the Moon. Con đường design đó là một con đường của sự cân bằng. Có những cái môi trường làm việc người ta không thực sự coi trọng designer lắm. Cái ngành design này cũng chỉ là vẽ ra mấy cái thứ thôi mà. Client lúc nào cũng là phù thủy và designer lúc nào cũng là bạch tuyết. Xong mình nhạt nhẽo thế nhỉ? Mình chẳng có các cá tính, mình không có những cái thú vui như họ, không có những cái gu như họ. Cái nhân sinh quan của bạn ý toàn một cái sự tiêu cực. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết Tư duy Logic và phương pháp rèn luyện của tác giả Bảo Bình. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Nếu con vật hành động theo bản năng thì con người lại khác. Điểm đặc biệt khiến chúng ta khác với loài vật chính là khả năng tư duy và tính tự giác trong mọi hành động. Trong thực tế cuộc sống, mọi hoạt động của con người hầu hết đều thông qua tư duy của não bộ. Chúng ta luôn đặt ra những kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Điều này cho thấy kết quả của việc tư duy có tác động vô cùng lớn tới cách thức để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Vậy, tư duy logic là gì và cách rèn luyện như thế nào? Tư duy logic là gì? Trong tiếng Hy Lạp cổ, logic hay lý luận học có nghĩa nguyên thủy là từ ngữ hoặc điều đã được nói. Nhưng trong nhiều ngôn ngữ châu Âu đã trở thành có ý nghĩa là suy nghĩ hoặc lập luận hay lý trí. Hiểu một cách đơn giản, logic chính là cách lập luận hợp lý để giải đáp những suy nghĩ khúc mắc trong não bộ của con người. Từ đó ta có thể định nghĩa, tư duy logic chính là quá trình con người sử dụng suy luận, phán đoán, nhận thức của bản thân trong việc nhận định, đánh giá để phản ánh hiện thực khách quan nhằm tìm hiểu sự vật. Tư duy logic giúp con người hệ thống lý luận một cách nhất quán để đi đến hành động và đưa ra kết quả. Ví dụ, khi chúng ta cầm một số tiền nhất định để đi siêu thị, thì chúng ta sẽ phải liệt kê những đồ cần mua và xem xét giá cả của chúng để đưa ra quyết định là nên mua thứ nào và không thể mua cái gì nhằm phù hợp với số tiền đang có, nhưng mà vẫn đảm bảo được vật dụng mà ta cần. Bản thân con người sinh ra đã có tư duy. Trong quá trình trưởng thành, bộ não của mỗi người không ngừng học cách tư duy để làm nó trở nên logic. Điều này giúp chúng ta tách khỏi thế giới động vật nguyên thủy ban đầu và tránh được những hành động mang tính bản năng nhằm sắp xếp, lên kế hoạch một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt, để phát triển tư duy đúng và có logic, trí não cần đảm bảo đáp ứng được đưa vào 3 điều, gồm các thông tin của vấn đề, sự vật, sự việc, các suy nghĩ, ý tưởng về vấn đề, sự vật, sự việc đó và những suy nghĩ sâu để lý giải về các vấn đề, sự vật, sự việc. Có thể thấy, tư duy logic là một trong những kỹ năng cơ bản và thiết yếu của mỗi người giúp chúng ta trong mọi mặt về cuộc sống, công việc cũng như học tập. Người có tư duy logic sẽ dễ dàng trong việc xác định được kế hoạch, hành động, có góc nhìn đúng đắn trước sự vật, sự việc, vấn đề và ngược lại. Những người không rèn luyện tư duy logic sẽ dễ hành động theo bản năng, có cái nhìn lệch lạc và khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch hành động. Chính vì vậy, rèn luyện tư duy logic là một trong những cách giúp chúng ta trở nên tự tin, thông minh hơn và là bước đệm để rút ngắn khoảng cách đến thành công. Một số phương pháp phổ biến để rèn tư duy logic. Tư duy logic không phải là tài năng bẩm sinh, theo gen di truyền tự nhiên mà có. Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, não bộ cần được rèn luyện hàng ngày để trở nên độc lập, nhạy bén và logic. Để cải thiện khả năng tư duy logic của bản thân, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp phổ biến như sau. Đọc sách. Sách là tri thức của nhân loại. Việc đọc sách đem lại cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú, thúc đẩy bộ não của chúng ta hoạt động tích cực. Sách có nhiều thể loại khác nhau như là trinh thám, tiểu thuyết, khoa học. Mỗi thể loại đều có cấu trúc và được trình bày sắp xếp theo nội dung riêng, không có quyển nào giống quyển nào cả. Vì vậy, việc lựa chọn sách để rèn luyện khả năng tư duy logic là một phương pháp vô cùng tuyệt vời. Hãy bắt đầu với một cuốn sách mà bạn yêu thích, ghi chú những ý chính và nội dung bạn cho là quan trọng. Sau đó hệ thống lại các kiến thức bạn đọc để có được những thông tin tối ưu áp dụng trong cuộc sống. Một lưu ý cho phương pháp này là bạn cần chọn lọc những đầu sách có nguồn tri thức chuẩn. Đồng thời, hãy đọc đến đâu, hiểu đến đó và mở rộng góc nhìn của bản thân về những thông tin sách đem lại bạn nhé! Chơi game, xem phim. Hầu hết mọi người đều cho rằng là chơi game hay là xem phim thì đều là những hoạt động giải trí thông thường giúp giảm stress và cân bằng lại cảm xúc cho con người sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, hai hoạt động này cũng giúp cải thiện được tư duy logic nếu chúng ta áp dụng đúng cách. Cũng giống như những cuốn sách,
thì phim ảnh hay là game đều có nhiều thể loại khác nhau. Trong quá trình tham gia các hoạt động này, chúng ta có thể dành thời gian phân tích đánh giá xem chúng thuộc thể loại nào, cốt truyện ra sao, cần sử dụng những chiến thuật gì để đánh bại đối phương, hay là sau bộ phim hoặc trò chơi ấy, chúng ta rút ra được những gì. Từ đó, nó sẽ giúp chúng ta rèn luyện được khả năng tư duy logic của chính bản thân mình trong việc đánh giá sự vật, sự việc, vấn đề và khả năng liên kết móc nối giúp cho hoạt động này có ích hơn thay vì mục đích giải trí đơn thuần. Tham gia các khóa học. Tham gia các khóa học là một trong những cách giúp chúng ta trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và cả khả năng tư duy logic một cách nhanh nhất. Ví dụ, khi tham gia vào khóa học ngoại ngữ, bạn sẽ rèn được khả năng ghi nhớ và sự tập trung. Đồng thời, nó có thể giúp bạn giao tiếp với nhiều người ở các nước khác nhau, tiếp cận được những kho tàng văn hóa, tri thức khác nhau ở nhiều quốc gia. Hay là khi bạn tham gia vào một khóa học thể thao dụng cụ, ngoài việc nâng cao sức khỏe của bản thân, việc ghi nhớ các động tác để sắp xếp nó thành một bài hoàn chỉnh sẽ rèn được khả năng tư duy logic của bạn đối với bộ môn này. Tranh luận. Trong các cuộc nói chuyện hay là tranh luận, để bảo vệ ý kiến của bản thân, bạn sẽ phải đưa ra các lập luận, dẫn chứng, phản biện để một vấn đề trở nên logic và khiến nó thuyết phục đối phương. Điều này vô tình sẽ rèn giũa được khả năng tư duy của bạn. Việc bản thân xây dựng ý kiến cá nhân và bảo vệ nó sẽ giúp bạn phát triển được khả năng phản xạ nhạy bén trước mọi vấn đề, nâng cao khả năng ngôn ngữ và xác định được hướng tư duy. Ngoài ra, với việc lắng nghe các quan điểm của đối phương cũng giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích, dễ dàng nhận định được quan điểm của họ trước khi đánh giá và phản biện lại. Trải nghiệm thực tế. Một trong những cách rèn luyện tư duy logic hiệu quả nhất, không đâu khác, chính là quá trình trải nghiệm thực tế. Bởi suy cho cùng, tư duy không chỉ được bó gọn trong sách vở, bài học, mà nó còn được phát triển qua những hành động thực tế mà chúng ta có trong cuộc sống. Khi mỗi người tự trải nghiệm theo những cách riêng, họ sẽ đúc rút cho bản thân các kiến thức cộng đồng khác nhau. Qua đó, có những hoạt động khác nhau để phát triển. Đồng thời, tham gia trải nghiệm thực tế cũng đem lại cho mỗi người những kỹ năng sống mà trong sách vở hoàn toàn không có. Ngay cả những thiên tài cũng không sinh ra đã biết hết tất cả. Họ nghiên cứu, khám phá và làm việc dựa trên các kỹ năng tư duy logic của họ rồi mới trở thành thiên tài. Vì thế, để rèn luyện được khả năng tư duy logic và khiến não bộ của chúng ta trở nên nhanh nhạy, bạn có thể áp dụng các phương pháp trên. Rèn luyện được khả năng tư duy logic sẽ phần nào giúp bạn tự tin hơn, lên kế hoạch tốt hơn và rút ngắn khoảng cách đến thành công mà bạn đã đặt ra. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Đừng quên nhấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh. Bye!